Em chào các bác nhé. Video hôm nay em báo giá ba cặp loa bo xe của Mỹ, ba cặp loa bo xe, một cặp 301 series 5, một cặp 301 series 4 và một cặp bo xe 502A. Ba cặp loa này thì các bác vừa nghe nhạc gia đình rồi vừa hát karaoke rất hay không nhé. Đặc biệt là cặp loa này các bác có thể treo ngoài hội trường được không nhé. Cặp loa này các bác treo ngoài hội trường quán cà phê được không nhé. Rồi nhà hàng khách sạn. Đấy. Cặp loa này các bác hát 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 gia đình cũng rất là hay. Đầu tiên em sẽ quay cho các bác quay vào giá cho các bác một cặp loa Bose 502. Cặp loa này nó có cái màu trắng không nhá, màu trắng cái lưới này là lưới 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 zin luôn nhá, lưới lưới zin. Nhiều khi các bác nhìn thấy nó cái lưới nó đẹp quá, bác nghĩ là sơn lại, thực ra nó zin nhá, zin nguyên bản 100% luôn, chưa động chạm cả. Cặp loa này thì nó về rất đẹp luôn nhá, em về 5 cặp. Cặp này quay cho các bác xem một cặp này về rất đẹp luôn nữa. Nhiều khi mà nó đẹp quá các bác cũng sợ, các bác sợ là làm lại, nhưng thực ra là cái hàng này hàng em đấu giá lắm nhá, hàng đấu giá mạng, hàng tuyển chọn nên là nó đẹp thôi nhá. Đấy em sẽ quay bên ngoài lưới nhá, lưới màu trắng rất đẹp luôn các bác, còn như là không có vết xước. Đấy. Tiếp theo em sẽ quay bác xem bên trong tuyến loa. Loa sở hữu cấu hình là 5 cái loa nhá, mỗi một thùng này có 5 cái loa toàn giải đường kính khoảng 12 cm. Đấy. Gân vải này, gân vải rất là mềm, gân vải màng giấy. Đặc trưng của dòng loa bo xe này là nó cái keo mỏng dính luôn rồi nhá. Đấy. Đây là loa zin loa xịn nhá, loa zin loa xịn thì nhìn nó sẽ như thế này, còn mấy loại hàng giả hàng nhái thì keo nó cục thù lù luôn nhé, keo nó màu trắng trắng đục, còn cái keo xin xịn của hãng là màu đen này, đen bóng soi gương luôn các bác. Đấy, tiếp theo có chiếc bên này, loa zin xịn hoạt động tốt luôn nhá, em đã test hoạt động ok rồi. Đấy. Bao zin bao xịn bao hoạt động cho các bác chơi, không zin không xịn tặng các bác luôn, không bán luôn nhá các bác nhá. Đấy, thì em sẽ lật cho bác xem mà là cho các bác xem cái mặt dưới. Mặt dưới đi này. Đây các bác, loa này được sản xuất tại Mexico với nhá. Sản xuất tại Mexico. Đặt. Đây các bác. Đây. Đây mặt sau này các bác này. Mặt sau này nó có cái cầu chì bảo vệ này các bác, phu xe này, cầu chì bảo vệ này, chống 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 quá tải cho loa này. Đấy. Nó có hai đường vào, đường ra nhá. Nó có một đường là từ 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 đẩy vào và một đường lai sang loa khác nhé. Đấy, nó có hai đường, một đường ra đường vào, các bác cắm đường nào cũng được. Mặt sau còn rất là đẹp, bo xe 502A series này, 063AC này, bo xe 502 trở kháng 8 ohm, công suất 150W. Đấy. Và margin Mexico nhé, dòng máy được sản xuất tại Mexico. Đấy, Paraguay này, bo xe Paraguay 502 này. Đấy. Dòng này các bác hát karaoke gia đình rất là hay, 10 cái loa toàn giải cùng thổi một lúc thì tiếng tiếng rất là hay các bác nhé. Loa thì rất là đẹp, hàng đấu giá mạng nhé, hàng tuyển chọn. Tiếp theo chiếc bên này, đấy cũng sản xuất tại Mexico luôn nhé, hai cái đẹp như nhau nhé, hai cái đẹp như nhau. Cặp loa này thì em đang bán giá 5 triệu à, cặp loa Bose 502A này lại bán 10 triệu 500 nghìn một cặp nhé, 10 triệu 500 nghìn. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu những sản phẩm nào thì cứ alo em theo số điện thoại 038 232 8302. Lưới rất đẹp nhá. Cái lưới đẹp gần như mới luôn, không tì vết. Tiếp theo em sẽ quay bác một cặp loa Bose 301 series 4. Cặp này nó sử dụng một cấu hình một cái loa bát đường kính 20 cm. Đấy, gần này gần zin với nhá. Gần zin. Một cái loa bát đường kính 20 cm để bật điện thêm là tối ạ. Đây các bác này, loa cấu hình của loa một cái loa bát đường kính 20 cm, gân zin với nhá, gân này gân mút, gân mút zin, gân của bó xe rất là bền. Đây là cái loa tép các này, đây là cái loa tép này, loa rất đẹp nhá. Cái loa này thì về nó bị mất lưới rồi các bác, về nó bị mất cái tem rồi các bác. Đấy. Lưới thì đẹp không bị thủng, lưới đẹp quá nhá, nhưng bị mất cái tem bó xe đây này. Đấy, thì cặp này thì em sẽ bán rẻ hơn bình thường. Bình thường với những cái dòng loa này thị trường hàng đẹp thì nó cũng rất là đắt, cũng một số nơi bán 9 triệu á. Đấy, thì cặp loa này em bán cho bác giá tầm hơn 6 triệu thôi. Đấy, hai chiếc lưới, hai cái logo của xe bị mất nhá. Đấy. Lưới đẹp nhá, lưới đẹp. Đấy, không bị thủng gì cả, lưới rất là đẹp, nó bị mất logo nhá, nó bị dụng mất cái tem bo xe. Đấy, thì các bác có thể mua tem bo xe về các bác lắp vào được, thì các bác mua cặp loa này rất là rẻ, rẻ hơn bình thường rất là nhiều. Đấy, em quay từng từng cặp một nhá. Đây quay trước trên này, quay trước trên này và quay loa tép của con này. Đấy. Thì đây quay luôn.
Đây bo xe 314 nữa này, bo xe 314. Bên này bên nét. Series là 0122A. Đấy. Dòng này thì không thấy nó ghi công suất đâu nhá. À, dòng này thì à đây các bác. Công suất từ 10W đến 150W thôi nhá, chở cả 8 ohm. Đấy. Và công suất trung bình là 75W. À, giờ sản xuất tại Margin Mexico nhá, để sản xuất tại Margin Mexico. Đấy. Series là 0122A. Đây cầu loa, cầu bắt loa này, bên này bên nét thôi nhá. Đấy. Cái này về em chưa vệ sinh nhá các bác, bẩn chưa vệ sinh này. Đấy. Chưa vệ sinh nhá, cái này lau đi là đẹp rồi các bác, em chưa vệ sinh. Đấy. Tiếp theo quay cho bác chiếc bên dưới. À đây quay chi tiết luôn các bác xem này, đây là loa bát của chiếc loa này này và đây là loa tép này các bác này. Loa tép này em sẽ mở các bác xem nó chiếc loa chung. Chung đây các bác. Đấy. Mở các bác xem nó thì các bác xem thôi. Ưng nó bác chốt đây. Đấy. Chung này. Đấy, chung này là gân vải tầm à gân này gân vải tầm dầu nhá, sờ rất là dính. Đấy, chung rất đẹp các nhá. Nói chung là loa rất đẹp, thì mình chỉ mất cái tem này các bác. Tiếp theo chiếc bên dưới. Em chưa vệ sinh các bác này. Đấy, em chưa vệ sinh nhá. Chưa vệ sinh, loa nguyên bụi nhá. Đã test hoạt động ok. Dòng này các bác hát karaoke gia đình rất hay. Đấy, tuyến loa bass rất đẹp các nhá. Tiếp theo tuyến loa tép. Tuyến loa tép đây ạ. Đấy, rất là đẹp. Tiếp theo là em quay sang cạnh bên để quay cho bác xem cái loa chung của nó. Đấy, đây loa chung này các bác này. Đấy, thì các bác mua thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ gửi cho các bác nhá, lau chùi bóng nhoáng cho các bác. Đấy. Loa chung này rất đẹp luôn nhá, loa chung rất là đẹp luôn. Đấy. Nói chung là gặp loa này thì nó đẹp, nó chỉ mất cái tem thôi. Thì các bác mua thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ gửi cho các bác. Bên Rai này vừa quay chiếc led, bây giờ chiếc Rai này các bác. Đấy, series là 0122B. Và chiếc này là 0122A nhá. Cặp này là trùng series luôn các bác. Đấy, cặp này trùng series luôn, mất tem luôn. À, loa là bao zin bao xịn, bao hoạt động tốt các bác nhá. Đấy, cặp loa này thì em bán là giá 6.800.000 nhá. Giá 6.800.000 cặp loa Bose 301 series 4. Bình thường nó đủ tem thì giá trên 7 triệu nhá, mà giá thị trường thì nó tầm 9 triệu trên 9 triệu cặp này nhá, không rẻ đâu, cặp này nó không rẻ đâu nhá. Dòng này thì giá của nó chỉ đứng sau dòng 301 series 3, dòng AV thôi, nó đắt hơn cái dòng 301 series 2 nhá. Đắt hơn 301 series 2. Đấy, thì tiếp theo em sẽ quay cặp loa này giá 6.800.000 nhá. 6.800. Tiếp theo em quay tiếp một cặp 301 series 5. Cặp này thì nó cũng còn rất đẹp quá. Đấy. Logo chữ bò xe này, hàng đấu mạng từ Nhật về nhá, hàng đấu giá mạng về. Nói chung là tất cả mấy cái cặp loa này của em đều hàng đấu giá mạng từ Nhật về nhá. Đấy, toàn bộ hàng từ Nhật về. Thì những cái dòng loa bo xe 301 series 5 từ Nhật về nó sẽ có cái logo chữ bo xe chữ rất to nhá, tem nhôm này rất to. Đấy, cấu hình loa sẽ quay bác xem nứa trước, đây nứa này, nứa nói chung là nứa đẹp nhá, nứa đẹp. Đấy. Nứa rất đẹp luôn, cặp loa này cũng còn đẹp xuất sắc luôn nhá. Xuất sắc. Đấy, thì em sẽ quay bác mở bác xem. Đây là tuyến loa này các bạn, đây là loa bass này, loa sử dụng cấu hình một cái loa bass đường kính 20cm và một hai loa tép nhá, đằng trước một cái loa tép này, đằng trước một cái, đằng sau một cái này, loa rất đẹp, góc cạnh rất đẹp luôn nhá, góc cạnh rất đẹp các bạn. Đây một cái loa tép nữa này các bạn này, và đây là hai lỗ thông hơi này, bên trên một lỗ thông hơi, bên dưới một lỗ thông hơi các bạn này, đây có bắt loa này. Đấy, và bo xe này có chữ bo xe 301V này, series 5 301V là series 5 các bạn. Dòng này thì công suất cũng từ 10W đến 100W nhá. À từ 10W đến 150W, trở kháng dòng này là 6 ohm 18 ohm nhìn mờ quá. Trở kháng 6 ohm nhá. Margin Mexico. Đấy. Ba cặp loa hôm nay em lên cho các bác xem là toàn sản xuất tại Mexico nhá. Series là 141 BP. Đấy. Tiếp theo là chiếc bên dưới. Đây tuyến loa bass chiếc bên dưới đấy ạ. Rất là đẹp luôn nhá. Và tiếng loa tép đây. Đấy, rất là đẹp. Chúng là ba cặp loa này thì zin hết các bạn. Zin hết, hoạt động tốt. Nó đẹp. Đây tiếp theo đằng sau đây ạ. Bên này bên led này các bạn này. Series là 141 AP. Các bác nhìn cái tem chữ to các bác biết là dòng, nói chung là bác nào sành chơi thì nhìn cái tem chữ to là biết là dòng này là từ Nhật về nhá. Cái tem nhôm của này, tem nhôm thì rất đẹp. Đây là bằng nhôm nhá, nhìn nó phay 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 nhôm này.
nhìn qua điện thoại thì nhìn như kiểu là sơn, nhưng thực ra nó là nhôm, nhôm phay thôi nhá, nhôm phay. Đấy, nhôm phay nhìn rất là đẹp. Tem rất là đẹp rồi nhá. Thì cặp loa 301 series 5 này này bán 5 triệu 8 nhá. 301 này, series 5 này bán 5 triệu 8. Cặp này thì thị trường toàn trên 6 triệu nhá. Nói chung là những cái cặp chữ to này, những cặp chữ to hàng Nhật về này, hàng đẹp thị trường toàn trên 6 triệu thôi. Bán cho bác giá 5 triệu 8 nhá. Bó xe 301 series 5 giá 5 triệu 8. Bó xe 301 series 4 giá 6 triệu 8 thôi nhá. Còn bó xe 502A, cặp này thì giá 10 triệu 500 nghìn nhá. 10 triệu 500 nghìn cặp này nó chỉ ngang với hàng bãi nhá. Hàng bãi thì nó tầm 10 triệu à. Đấy. Hàng này hàng đấu giao mạng nhá, nó đẹp hơn nhiều. Ok các bác nhá. Nếu bác nào nhu cầu món nào thì alo em. Theo số điện thoại 038 232 302. Đấy. Còn nguyên bụi chưa vệ sinh nhá, nguyên bẩn này. Đấy, chưa vệ sinh. Góc cạnh còn đẹp quá nhá. Góc cạnh còn đẹp. Đấy. Nói chung là loa zin đẹp quá nhá. Nếu bác nào nhu cầu món nào thì alo em. Theo số điện thoại 038 232 8302.